Chơi cho được người ta ui cứ mà chỉ như vậy nhưng đợt này vừa dàn hai mươi lần này đang nói là tỷ lệ có là sốc rồi chìm ai nói ở đây là con sốc bay không nhỉ. Đây là cây sâm Ngọc Linh. Con sóc bay khác, con chuyện này không? Con sóc khác đấy. Lấy nó đây. Hai mặt lá nó có lông. Lông dài. Củ đây lâu lắm rồi nè. Củ đây lâu năm lắm rồi. Cái lùm lù là cái hôm bữa nó tự này ta. Mấy năm có cái chỗ này là chỗ chuyển chỗ nào là cắt cái này là bán này. Cắt cái chỗ vườn con thì bác cũng không có bán đâu nhỉ? Dạ không, cái đây để vậy thôi ạ. À, cái đấy là mấy trăm năm. Mấy chục triệu một củ đây. Anh ơi, em lên chụp chung một kiểu. Đây đây chụp nha, mình hết lên đây đầy vườn. Đây đây ba chụp cho. Không, chụp thế không hết. Không cần, không cần. Đây 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 khi họ bắt đầu nó ra cái hạt nhỏ thì người ta sẽ lấy cái lưới người ta bọc lại để chống chim côn trùng nó ăn nó phá. Đây là cái củ đây các bạn, củ đây. Đây một cái mắt này là một năm nè, mắt này là 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm, 7 năm, riêng cái phần lồ trên này là đã 7 năm rồi. Đằng sau mình sau phi thì mới cây sâm này nhỉ. Đây này chị nè, đây quả nè, củ nè, củ nè, cái phần trên nó là 7 năm rồi đó. Đây, cây này có quả. Đây, cây này có quả rồi gần. Quả đâu nhỉ? Rồi. Phải có củ cơ. Cây này mặc vườn ngoài này không? Đây phải cây sâm không? Đó người ta cắm cây đó. Người ta cắm cái cây đó. Mà không dừng, chị dừng cái giờ nó dừng nó lên lại sống đúng không? Đúng rồi, cái dừng này nó lên. Đây phải cây nữa không? Trên đỉnh kia có. Đúng rồi. Cây này không phải lá, không phải sơ, không phải. Cái đéo phải xoay lá không phải? Rào hết rồi, xung quanh kia rào hết rồi. Mình bằng cái lá đó chứ. Không, cái này khả năng đúng. Cái đấy có phải cái sâm không? Cái này khả năng sâm này. Nó đấy chị, hai mặt lá chị rơi cái gai nữa nè, hai mặt lá có gai này. Có phải không? Đây này có một cái lá nó bị rụng lên nè. Okay.